Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, siêu bão số 6 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Tập Cận Bình đích thân dùng trực thăng đến thị sát. Sau khi trở về có cuộc họp quan trọng tại Quốc hội và Thường ủy Trung Quốc, Trung Quốc chính thức ban bố báo động toàn quốc, hàng trăm xe quân sự được cử đến An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, củng cố các bờ đê cũng như giám sát đập Tam Hiệp. Nếu có dấu hiệu rạn nứt, phải lập tức báo cáo và thực hiện di tản dân chúng nhanh chóng sang các nước lân cận trú ẩn. Thưa quý vị, siêu bão số 6 đã tiến vào vùng biển Hoa Đông, sau đó mạnh lên đổ bộ vào bờ biển tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, khiến cho 12 tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tô, Phúc Kiến, đặc biệt tại tỉnh Chiết Giang đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Với sức gió mạnh gần tâm bão giật cấp 18, từ 105 đến 216 km/h, thì giật cấp 19 tại vùng biển phía đông bắc của tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão đổ bộ vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, giật cấp 12 khoảng 260 km/h đến gần tâm bão. Cơn bão đi kèm theo mưa lớn, biến đổi, đánh sập một giàn khoan của công ty dầu khí Trung Quốc rồi tiến vào đất liền, tiếp tục có lốc xoáy, mưa đá gây sạt lở đất đá, khiến cho khoảng 7.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão cũng đã tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở chăn nuôi thủy sản của người dân trong tỉnh đã bị san phẳng chỉ trong tích tắc. Tính riêng từ tháng 10 thì các giới chức chính quyền tại thành phố Ôn Châu cho hay, mỗi ngày đều có người bị thiệt mạng do bão cấp 3 gây ra, con số đã lên đến 150 và 2.500 người khác bị thương, trong khi 1.100 người còn đang mất tích. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng vậy, đã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra, khiến cho 49 người thiệt mạng và khoảng gần 14.000 người vẫn lưu trú tại ở các trung tâm sơ tán. Khi đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay, cơn bão đã mang theo lượng mưa kỷ lục và gây thiệt hại vô cùng nặng nề trong nhiều khu vực của tỉnh. Gần 3.000 ngôi nhà bị phá hủy vô cùng nặng nề. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 6 gây ra đối với ngành nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp tại 4 tỉnh này là vô cùng nặng nề, với tổng trị giá lên đến 29 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao vì chưa có số liệu thống kê đầy đủ tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to, gió lớn. Lượng mưa tại các tỉnh đo được là từ 300 đến 500mm đã trút xuống khu vực các tỉnh phía đông và đông nam của Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch và tại các thành phố cảng, hòn đảo, các địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang. Toàn bộ các địa điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ do ảnh hưởng của bão. Nhiều tuyến đường sắt và xe buýt ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát và nhân viên chính quyền địa phương và người dân ở đây đã huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ, cứu nạn những nơi thiệt hại nặng nề nhất nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, 6,5 triệu người tại tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải đều đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Hàng loạt ô tô đã bị cuốn phăng xuống sông tại khu vực ngoại ô của thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 167 người thiệt mạng và 289 người khác bị mất tích. Các nhà chức trách cho biết, hành khách trên xe buýt đã được giải cứu, nhưng các xe ô tô thì vẫn chưa được giải quyết. Ở tỉnh Sơn Tây, lũ lụt đã buộc 220.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 37.000 ngôi nhà, đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và hư hại 1.670.000 ha đất nông nghiệp. Tổng cộng có 37,5 triệu người ở tỉnh Sơn Tây cũng đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn cao gấp 30 lần trung bình hàng tháng. Cảnh quay từ trên không cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường dây lơ lửng ở trên không. Một số phần của bức tường xung quanh cũng bị xói mòn. Thông tin về thương vong và thương tích cũng chưa được công bố. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin rằng, 4 cảnh sát đã thiệt mạng trong trận lở đất vào ngày 30 tháng 7. Trong số 400 hoạt động khai thác bị đình chỉ, có 60 mỏ khai thác than của Trung Quốc lại đang trải qua tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than và xóa các kỷ lục, khiến cho các nhà chức trách yêu cầu gia tăng số lượng than ở các khu vực khai thác trong nước. Truyền thông nhà nước đưa tin, các đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết,
mực nước sông đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước ở các tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng tính từ đêm đến sáng, lượng mưa trung bình được ghi nhận năm ngoái là 31,3mm, đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh, trong đó có 18 thành phố ghi nhận mức nước trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, đã ghi nhận được 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình cùng kỳ năm 2022. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đã đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn trong những ngày tới. Giao Nhiên, người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin hiện nay cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm ngoái và những tác động của nó vô cùng tồi tệ. Một quan tâm đặc biệt là đối với những sân bay, thời tiết lạnh giá đi kèm, ông nói. Trận mưa xối xả đến từ Sơn Tây là một trong những trận mưa bất thường lớn thứ ba xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc của Trung Quốc, khiến cho hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng vào tuần trước. Các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này làm cho những hồ chứa phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều thành phố. Phần lớn các trường hợp tử vong vì không có những chương trình xử lý, khắc phục hậu quả lũ lụt một cách rõ ràng. Và đây là hậu quả đến từ các cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc, vì không thông báo rõ cho người dân cũng như không có biện pháp sơ tán kịp thời như dự báo. Đợt mưa rất lớn trong 4 ngày đã bắt đầu ở một vài tỉnh Trung Quốc. Tâm bão còn chưa tới, nhưng rất nhiều nơi của Bắc Kinh đã ngập nặng vào ngày 29 tháng 7. Thành phố Thẩm Dương hứng chịu một trận mưa rất lớn, ngay lập tức toàn thành phố trở thành biển nước. Trong bản tin, thời tiết địa phương đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trung tâm Giám sát và Cảnh báo sớm thiên tai đã đưa ra cảnh báo phòng chống lũ lụt cấp 2, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù trong nước của Trung Quốc đang hứng chịu những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời, nhưng hải quân của Trung Quốc vẫn được cho là mang rất nhiều tên lửa ra Biển Đông để quần nhau, đối đầu với một số tàu chiến của Mỹ ở quanh khu vực quần đảo Trường Sa. Trung Quốc ngang ngược, dám tuyên bố rằng vùng biển này hoàn toàn là của Trung Quốc. Bắc Kinh lập luận rằng lịch sử 3.000 năm về trước đã chứng minh cho điều trên, nay con đường lưỡi bò cũng đã nói lên tất cả. Vâng thưa quý vị, Trung Quốc là thế đó, họ muốn tiến lên làm bá chủ của thế giới theo đúng tham vọng và ý định của người đứng đầu ông Tập Cận Bình. Nhưng cách đi của họ không được thuận trong lòng dân và không được bạn bè quốc tế tôn trọng. Chính vì điều đó, khi sóng thần, động đất, bão tố xảy ra, không có một nước nào trên thế giới ra tay ủng hộ và giúp đỡ phía Trung Quốc. Nhưng may thay cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, trên thế giới vẫn còn một nước duy nhất ủng hộ Bắc Kinh, đó là chính quyền ông Hun Sen của Campuchia. Được biết, để làm điều này, chính quyền Hun Sen đã bí mật đi đêm bắt tay với cả phía Trung Quốc, hòng khống chế khu vực Đông Nam Á. Tin rất buồn, bão số 5 đổ bộ. Mưa bão giật cấp 15 đang nhấn chìm Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn điều tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa, bất chấp luật pháp quốc tế. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ kinh hoàng tại nước này vẫn đang trong giai đoạn hết sức nguy hiểm. Như hôm 29 tháng 7, rất nhiều tỉnh thành phố phía nam của Trung Quốc như Hồ Bắc, An Huy, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải xuất hiện những cơn mưa to đến rất to, khiến cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình phải báo động toàn quốc. Khi vào rạng sáng ngày 30 tháng 7, nước này đã ra thông báo khẩn cấp đã bị vỡ thêm 10 con đê bao ở thượng nguồn sông Dương Tử, khiến nước lũ đổ về quá mạnh, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả. Và việc mở thêm cửa xả đã làm cho toàn bộ cư dân cũng như nhiều khu đô thị xung quanh con đập Tam Hiệp có bán kính khoảng 30 km đều bị cô lập hoàn toàn. Đến khu du lịch khét tiếng của Trung Quốc mang tên Vạn Lý Trường Thành cũng bị lung lay và đe dọa, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình đang lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Và theo Trung tâm Cảnh báo về lũ lụt, động đất Trung Quốc cho biết nếu như Bắc Kinh phải hứng chịu thêm nhiều trận mưa to và động đất khoảng 7,1 độ Richter nữa, nhiều khả năng nó sẽ sô đổ khu Vạn Lý Trường Thành 1.000 năm tuổi. Khi đó, Bắc Kinh chính thức bị tan hoang. Và đứng trước những mối nguy hiểm đó, nhiều người dân của Trung Quốc đã phải khăn gói đi khắp nơi trên thế giới để lánh nạn. Một số người chót dại lên những khu núi trên cao quanh khu vực Vạn Lý Trường Thành đều phải bỏ chạy quay trở lại. Một nhóm người khác bất chấp sự nguy hiểm đã phải bỏ ra 500 nhân dân tệ để vượt biên trái phép sang biên giới của các nước trong khu vực. Nhưng rất đen cho phía Trung Quốc là tất cả các nước trên thế giới đều đóng cửa biên giới. Đồng thời, các nước láng giềng cũng sẽ báo cáo lãnh sứ quán của Trung Quốc phải có trách nhiệm với người của nước họ, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.